Chào các bạn, thì clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu nón vành bèo cho bé với họa tiết tóc xoăn ở hai bên như thế này. Ở vành nón làm họa tiết bèo xoăn lại và phía trước mình có làm một đoạn tóc mai. Ở hai bên thì mình có làm các cái lọn tóc xoăn lại như thế này. Đây, các cái lọn tóc xoăn lại đều nhau ở hai bên. Ở bên trên thân nón thì có trang trí hai lỗ tai cho cái phần thân nón thêm xinh xắn. Thì dụng cụ mình gồm có len miêu cotton, kim móc mình sử dụng kim móc 3.0mm để móc cái phần thân nón. Hoặc nếu không có mẫu kim này, các bạn có thể sử dụng cho mình loại kim có cái đầu kim lớn hơn sợi len 1/2. Ngoài ra mình còn sử dụng kim 2 đầu, dùng đầu số 4. Thì đầu kim này nó sẽ nhỏ hơn hoặc là bằng sợi len luôn nha. Đây, cái đầu kim nó như thế này. Thì mình sử dụng cái đầu kim này để móc cái phần tóc xoăn này nè. Cái phần tóc xoăn này khi ta móc chặt tay vào thì cái sợi tóc của mình nó được chắc chắn hơn nha. Kéo cắt len. Và kim khâu len mình dùng để khâu cái phần tai vào trong thân nón. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc cái phần thân trước. Đầu tiên tạo cho mình một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn. Móc lên một mũi móc xích. Sau đó móc vào vòng tròn vừa tạo 6 mũi móc đơn liên tiếp với nhau. 1 2 3 4 5 và 6. Khi được 6 mũi móc đơn liên tiếp, các bạn nắm cho mình sợi len ngắn, guốc thật mạnh vào để vòng tròn nhỏ lại. Và móc vào chân móc của mũi đơn đầu tiên này nè. Ta sẽ móc vào chân móc mũi đơn đầu tiên này một mũi dời để kết thúc vòng. Ta hình thành được vòng tròn nhỏ đầu tiên. Từ đây tiếp tục lên một mũi móc xích. Thì vòng tròn nhỏ thứ hai mình cũng tiến hành tăng mũi, tăng gấp đôi số mũi móc ở vòng tròn thứ nhất. Tức là chân móc đầu tiên mình vừa móc mũi dời, móc vào đây 2 mũi móc đơn cùng chân móc. 1 2 Chân móc thứ hai của vòng tròn nhỏ đầu tiên cũng móc 2 mũi móc đơn vào chân móc này. Chân móc thứ ba cũng móc 2 mũi móc đơn. Làm tương tự cho ba chân móc còn lại. Mỗi chân móc ta sẽ móc 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Móc cho mình vào 6 chân móc của vòng tròn nhỏ đầu tiên. Sau khi móc đến cuối hàng thì vòng tròn nhỏ thứ hai mình được 12 chân móc. Đây, 12 chân móc gấp đôi vòng tròn thứ nhất. Tiếp tục móc vào chân móc đầu tiên của vòng móc thứ hai một mũi dời để kết thúc vòng. Móc lên 2 mũi móc xích. Như vậy là mình vừa được 2 vòng tròn nhỏ nè. 2 vòng tròn nhỏ này các bạn sẽ tính là một hàng móc nha, một hàng móc cho cái phần thân nón. Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc hàng móc thứ hai. Thì hàng móc thứ hai các bạn cũng tăng gấp đôi cái số mũi móc của hàng thứ nhất. Tức là chân móc đầu tiên ta sẽ móc 2 mũi kép đơn. Móc vào đây 2 mũi kép đơn nè. Và bây giờ mình sẽ tiến hành móc các cái mũi kép đơn thôi nha. Ta không dùng mũi móc đơn nữa. Móc vào đây 2 mũi móc kép đơn. Tiếp tục chân móc bên cạnh cũng móc 2 mũi kép đơn vào chân móc này. Chân móc kế bên cũng móc 2 mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Mỗi chân móc ta sẽ móc 2 mũi kép đơn vào cùng một chân móc. Móc cho mình cho đến cuối vòng thì ta sẽ tăng được 24 mũi kép đơn ở cái vòng tròn thứ hai này. Sau khi móc được đến cuối vòng thì tiếp tục móc cho mình vào chân móc đầu tiên của vòng móc này một mũi dời. Đây, móc vào đây một mũi dời để kết thúc vòng. Móc lên 2 mũi móc xích.
Thì như vậy là mình vừa hoàn tất được hàng móc thứ hai với 24 mũi kép đơn. Bây giờ mình tiếp tục tăng mũi ở vòng móc thứ ba. Thì vòng móc thứ ba ta sẽ tăng mũi xen kẽ, móc vào chân móc ta vừa móc mũi dời một mũi kép đơn. Thì chân móc kế bên sẽ là chân móc nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới nè. Đây, hai chân móc cùng chân phía dưới. Các bạn sẽ móc cho mình vào chân móc nằm chính giữa này hai mũi kép đơn cùng chân móc. Ta được một cụm mũi móc gồm một mũi kép đơn, một chân móc xen kẽ hai mũi kép đơn cùng chân móc nè. Thì tiếp tục móc cho mình vào chân móc kế tiếp, móc vào đây một mũi kép đơn. Chân bên cạnh sẽ là chân móc nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới. Các bạn cũng tương tự móc vào đây cho mình hai mũi kép đơn cùng chân móc. Ta được thêm một cụm chân móc xen kẽ nè, một mũi kép đơn xen kẽ hai mũi kép đơn cùng chân móc. Thì các chân móc kế tiếp các bạn cũng làm tương tự cho mình, cũng móc xen kẽ một mũi kép đơn vào chân móc bên cạnh. Thì chân kế tiếp là chân móc nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới, móc vào đây hai mũi kép đơn cùng chân móc. Đây thì ta được thêm một cụm chân móc, một mũi kép đơn xen kẽ hai mũi kép đơn cùng chân móc, tương tự như các cụm chân móc mà ta vừa móc nè. Các bạn sẽ làm tương tự cho các chân móc còn lại đến cuối vòng. Cũng xen kẽ một mũi kép đơn vào chân móc đầu tiên và chân thứ hai thì móc hai mũi kép đơn cùng chân móc. Sau khi móc được đến cuối vòng thì chân móc cuối cùng ta gặp sẽ là chân nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân cuối cùng nè. Các bạn cũng móc cho mình vào chân móc cuối cùng này hai mũi kép đơn cùng chân móc. Tiếp tục móc vào chân móc đầu tiên của vòng móc này một mũi dời để kết thúc vòng. Móc lên hai mũi móc xích. Ở vòng móc tiếp theo là vòng móc thứ tư, các bạn sẽ tiến hành tăng cho mình 12 mũi móc. Tương tự như cái hàng móc thứ ba mà ta tăng mũi á, nhưng mà lần này các bạn sẽ xen kẽ cái số mũi móc khác nhau. Ở cái vòng tròn này ta vừa tăng là một mũi xen kẽ hai mũi nè, thì cái vòng tròn tiếp theo các bạn sẽ tăng cho mình hai mũi xen kẽ hai mũi cùng chân. Chân đầu tiên một mũi kép đơn, chân thứ hai một mũi kép đơn. Thì chân móc thứ ba sẽ là chân móc nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới, móc tiếp vào đây cho mình hai mũi kép đơn cùng chân móc. Ta được một cụm chân móc gồm có hai mũi kép đơn mỗi chân móc, xen kẽ hai mũi kép đơn cùng chân móc nè. Thì tiếp tục cho mình ba chân móc kế tiếp cũng xen kẽ cho mình hai mũi kép đơn ở mỗi chân móc. Chân thứ ba sẽ là chân móc nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân ở phía dưới, cũng móc vào đây hai mũi kép đơn cùng chân móc để ta tăng thêm một mũi. Đây, như vậy là ta cũng được một cụm chân móc gồm 4 mũi móc như thế này vào ba chân móc của hàng móc phía dưới. Thì ta sẽ làm tương tự cho các cái chân móc còn lại cho đến cuối vòng, cũng móc xen kẽ hai mũi kép đơn mỗi chân móc. Tiếp đến là hai mũi kép đơn cùng chân móc vào cái chân móc nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới nha. Thì sau khi móc đến cuối vòng các cái cụm chân móc thì chân móc cuối cùng cũng là chân nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân ở phía dưới, cũng móc vào hai mũi kép đơn, sau đó móc vào chân móc đầu tiên của vòng móc này một mũi dời, móc lên hai mũi móc xích. Như vậy là vào móc thứ tư mình cũng tăng được 12 mũi móc, tương tự như hàng móc thứ ba và hàng móc thứ hai nè. Tăng 12 mũi móc vào chân nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới á. Tất cả các cái mũi móc ta thêm đều nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới nha. Thì các cái hàng móc kế tiếp các bạn cũng tiến hành tăng cho mình 12 mũi móc ở mỗi hàng móc, và khi tăng mũi các bạn cũng tương tự tăng cho mình vào chân nằm chính giữa nè. Đây, cái số mũi móc xen kẽ nó sẽ khác các cái hàng móc phía trên, tức là nó sẽ tăng dần. Hàng móc ta vừa móc là hai mũi kép đơn xen kẽ, thì hàng móc tiếp theo các bạn sẽ tăng cho mình là ba mũi kép đơn xen kẽ, sau đó là bốn mũi kép đơn xen kẽ, vân vân, móc cho mình cho đến khi cái vòng tròn này vừa với vòng đầu của bé thì các bạn ngưng nha. Cũng tăng cho mình mỗi vòng móc là 12 mũi móc và tăng vào chân móc nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới nè. Đây, tương tự như các vòng móc ta vừa móc.
Thì vòng móc tiếp theo ta sẽ móc 3 chân móc, mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. 3 chân móc liên tiếp. Chân móc thứ tư sẽ là chân nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới, móc vào đây 2 mũi kép đơn cùng chân móc. Ta được một cộng gồm có 5 mũi móc và cái số lần xen kẽ nó sẽ tăng thêm một mũi nè. Làm tương tự cho mình đến cuối vòng và tương tự cho các hàng móc tiếp theo. Thì ở đây mình đã tăng lên được 7 hàng móc như thế này. Thì 7 hàng móc này mình có số mũi móc tăng khác nhau. Từ hàng móc thứ 2 cho đến hàng móc thứ 6, mình sẽ tăng mỗi hàng móc là 12 mũi móc. Tức là mỗi hàng móc ta sẽ có 12 chân móc có 2 mũi móc cùng chân nè. Đây, và 2 mũi móc cùng chân nó sẽ nằm chính giữa của 2 chân móc cùng chân phía dưới. Nằm thẳng hàng với nhau như thế này, tương tự cho 6 hàng móc đầu tiên. Ở hàng móc thứ 7 của phần thân nón này, khác với 6 hàng móc phía trên, ta tăng 12 mũi. Thì hàng móc thứ 7 này, đối với cái size nón này thì mình sẽ tăng ít hơn 12 mũi móc. Tức là ta chỉ tăng 5 mũi móc cho cái phần thân nón này. Tăng 5 mũi móc thì các bạn sẽ chia đều số mũi móc ra và tăng cho mình đều nhau ở cái vòng tròn này nha. Để cái vòng tròn này nó không có bị móc méo nè. Tăng xen kẽ nè, tức là cái vòng tròn thứ 7 này ta sẽ có 5 chân móc có 2 mũi móc cùng chân nha. Hoặc là các bạn có thể tăng nhiều hơn hoặc ít hơn, tùy vào cái vòng đầu của bé mà các bạn có thể tăng cho phù hợp. Đối với những size nhỏ hơn thì các bạn có thể ngưng ở hàng móc thứ 6, hoặc là những size lớn hơn, ta có thể chia đều 3 mũi móc, 4 mũi móc vân vân. Thì khi chia các bạn sẽ chia cho mình tam giác nè, hoặc là tứ giác như thế này. Cứ chia đều cho mình cái vòng tròn thứ 7 này để cái vòng tròn của mình nó không có bị méo. Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc cái hàng móc tiếp theo. Móc vào chân móc đầu tiên của vòng móc này một mũi dời để kết thúc vòng. Móc lên 2 mũi móc xích. Thì cái hàng thứ 7 này nó đã tạo cái vòng tròn vừa với vòng đầu của bé rồi. Thì tiếp tục móc các cái hàng móc tiếp theo và ta sẽ không tăng mũi. Mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Móc đến cuối hàng và làm tương tự cho các hàng móc còn lại. Tăng thêm nhiều hàng móc tương tự. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và tiến hành không thêm mũi nè. Tăng cho đến khi cái vòng tròn này nè, cái chiều cao từ đỉnh nón xuống cái hàng móc thêm cuối cùng, nó sẽ đến cái phần tai hoặc là gần đến phần tai của bé thì các bạn ngưng nha. Cái chiều cao này nè, cũng móc tương tự cho mình các cái hàng móc còn lại, không thêm mũi. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và làm tương tự cho các hàng móc tiếp theo. Thông thường thì chiều cao từ phần đỉnh nón xuống hàng móc thêm cuối cùng nó sẽ rơi vào tầm 13 đến 15 cm tùy vào vòng đầu của bé nè. Thì ở đây mình đã móc lên thêm được nhiều hàng móc không thêm mũi rồi. Và bây giờ mình sẽ tiến hành viền lại để mình tạo cái bèo ở phần thân nón. Móc vào chân móc đầu tiên của cái vòng móc cuối cùng này một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Ta sẽ sử dụng mũi đơn để viền lại cái phần thân nón. Móc vào chân móc đầu tiên mà ta vừa móc mũi dời, móc vào đây một mũi móc đơn. Chân móc bên cạnh cũng móc một mũi móc đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi móc đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại, móc cho đến cuối hàng. Đây, mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc nha. Ta đều sử dụng toàn bộ là mũi đơn để viền lại cái phần thân nón này. Sau khi móc đến cuối hàng thì móc vào chân móc đầu tiên của vòng móc này một mũi dời, móc lên 2 mũi móc xích. Bây giờ mình sẽ tiến hành móc phần vành nón để tạo độ bèo. Thì lưu ý cho mình ở cái hàng móc cuối cùng của phần vành nón nè, ta sẽ có hai đường móc ở mỗi chân móc. Thì hai đường móc này các bạn sẽ chia làm hai cho mình, để một đường ta sẽ móc vành và một đường ta sẽ tạo tóc. Tức là cái đường móc ở phía ngoài này nè, các cái chân móc cái thân mũi ngoài này nè. Đây. Ta sẽ sử dụng để móc cái phần bèo.
toàn bộ các cái hàng móc của cái phần vành bèo các bạn sẽ móc cho mình ở cái chân móc phía ngoài. Để chừa ra một cái hàng móc ở phía trong nè, thì cái hàng móc phía trong này ta sẽ tiến hành tạo tóc ở phía trong nha. Đây, bây giờ mình sẽ móc cái phần vành bèo ở cái hàng đường ngoài. Để tạo cái phần vành bèo, mình sẽ tiến hành tăng mũi ở cái hàng móc này. Thì các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân móc đầu tiên của cái vòng móc này nè. Đây là chân móc đầu tiên, các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân móc ở phía ngoài và móc vào đây 2 mũi kép đơn. Chân móc bên cạnh cũng móc 2 mũi kép đơn và cũng móc vào chân móc ở phía ngoài. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Mỗi chân móc ta sẽ tăng 1 mũi móc, tức là sẽ móc 2 mũi kép đơn vào cùng một chân móc và móc tương tự cho đến cuối vòng. Toàn bộ các cái mũi móc ta đều móc ở chân móc phía ngoài nha. Sau khi móc đến cuối hàng, tiếp tục móc vào chân móc đầu tiên của vòng móc này một mũi dời. Móc lên 2 mũi móc xích. Thì như vậy là số mũi móc nó đã tăng gấp đôi và cái phần bèo này nó đã có cái độ cong lại nè. Thì hàng móc tiếp theo các bạn cũng tiến hành tăng mũi cho mình, nhưng lần này ta sẽ tăng ít hơn cái số mũi móc mà ta vừa tăng. Ở đây mình sẽ tăng xen kẽ, ta sẽ móc vào 2 chân móc đầu tiên, mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Thì chân móc thứ 3 ta sẽ móc 2 mũi kép đơn vào chân móc này. Ta được một cụm chân móc 4 mũi móc vào 3 chân móc nè. Tiếp tục các bạn làm tương tự cái cụm này cho mình. Cụm móc 2 chân móc liên tiếp, mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Chân móc thứ 3 sẽ móc 2 mũi kép đơn vào chân móc này. Ta được thêm một cụm chân móc 4 mũi móc. Làm tương tự cho mình cái cụm chân móc này. Móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Thì lúc này cái phần vành bèo của mình nó sẽ có cái độ cong hơn nè, cong hơn cái hàng móc đầu tiên mà ta móc. Ta sẽ làm tương tự cho đến cuối vòng. Hai chân móc liên tiếp, mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Chân thứ 3 sẽ móc 2 mũi kép đơn vào chân móc này và làm tương tự cho đến cuối vòng. Sau khi móc đến cuối vòng, tiếp tục móc vào chân móc đầu tiên của vòng móc này một mũi dời, lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Tiến hành giấu cho mình sợi len thừa ra phía sau mũi móc. Sau khi giấu len thừa vào trong mũi móc thì mình đã hoàn tất được cái phần thân nón như thế này. Bây giờ ta sẽ tiến hành móc cái phần tóc. Các bạn sẽ sử dụng cho mình đầu kim 3.0mm để móc cái phần tóc mai phía trước. Ở đây mình dùng len màu nâu tạo cho mình một nút, móc và kéo len qua vòng tròn, dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Cái đoạn len thừa đầu tiên này các bạn sẽ chừa cho mình một đoạn bằng với cái phần tóc mà ta bắt đầu móc nè, bằng với các cái đoạn tóc mà mình sẽ móc ở phần mai nha. Sau đó tiến hành đưa kim ra phía sau cái hàng móc mà ta chừa ở cái phần vành nón nè. Đây, ở đây mình có chừa một hàng móc để tạo phần tóc. Thì cái phần tóc mai này các bạn sẽ tiến hành đâm kim cho mình từ trong ra ngoài vào các cái mũi móc mà ta chừa ra. Đâm kim từ trong ra ngoài. Đây, ta có chừa một đường móc như thế này nè. Các bạn sẽ tiến hành đâm kim từ trong ra ngoài cho mình. Đâm kim vào cái chân này, vào chân bất kỳ, sau đó kéo cái nút mình vừa tạo qua chân móc. Kéo nút vừa tạo qua chân móc. Móc lên một mũi móc xích. Để tạo được sợi tóc mai đầu tiên, ta móc vào cái chân móc kế bên của vòng móc này nè. Đây, các bạn sẽ móc cho mình vào chân móc kế bên này. Sau đó đưa kim lên phía trên sợi dây. Luồn kim xuống phía dưới và móc sợi dây phía dưới lên trên. Đây, móc sợi dây phía dưới lên trên. Móc qua chân móc. Các bạn đưa cho mình ngón trỏ ra khỏi sợi len mà ta vừa tạo nè. Sau đó canh chỉnh cho sợi len này có độ dài nhất định và kéo len qua hai chân móc trên kim. Ta tạo được một sợi tóc mai nè, xoăn lại và bằng với cái sợi len thừa mà ta vừa móc.
Tương tự cho sợi tóc mai tiếp theo, các bạn cũng đâm kim cho mình vào chân móc kế bên. Đâm kim từ trong ra ngoài vào chân móc kế bên. Luồn kim lên phía trên, đưa xuống phía dưới, móc sợi len phía dưới lên trên. Kéo qua chân móc. Đưa ngón trỏ ra khỏi sợi len, sau đó canh chỉnh sợi len bằng với sợi len ban đầu. Và kéo len qua hai chân móc trên kim. Ta tạo được sợi tóc mai thứ hai, xoăn lại như thế này. Thì cũng tương tự cho sợi tóc mai thứ ba, các bạn cũng làm giống như các cái sợi tóc mai mà ta vừa móc. Đâm kim từ trong ra ngoài vào chân kế bên. Đưa kim lên phía trên, luồn xuống phía dưới và móc sợi len ở phía dưới lên trên. Kéo qua chân móc. Canh chỉnh cho sợi tóc bằng với các sợi tóc ban đầu và kéo len qua hai chân móc trên kim. Như vậy là mình vừa được ba sợi tóc mai xoăn lại nè, bằng với cái sợi len thừa mà ta chừa ra ban đầu á. Làm tương tự cho các chân móc còn lại, cũng tạo cho mình các cái đoạn tóc mai tương tự. Ở cái vòng tròn của thân nón, các bạn sẽ chia làm 3 phần và ta sẽ móc cái đoạn tóc mai này ở 1/3 thân nón nè. 2/3 thân nón còn lại ta sẽ sử dụng để móc cái phần tóc xoăn. Bây giờ ta sẽ móc cái phần tóc mai phía trước, 1/3 phần thân nón. Đâm kim vào chân móc kế bên. Đưa kim lên phía trên sợi len. Luồn xuống phía dưới và móc sợi len phía dưới qua. Kéo len qua chân móc. Canh chỉnh cho sợi len bằng với các cái sợi len ban đầu và kéo len qua hai chân móc trên kim. Sau khi đã móc được 2/3 đoạn tóc mai đầu tiên thì tiếp tục móc cho mình vào chân móc kế bên của vòng móc này một mũi dời. Ở cái phần tóc xoăn mà mình vừa tạo, nó có cái độ vĩnh lên cái phần bèo nè. Các bạn sẽ sử dụng tay để kéo xuống phía dưới để cái phần tóc mai này nó che được cái phần trán của bé. Đây, các bạn sẽ tiến hành kéo xuống phía dưới như thế này. Thì lúc này cái đoạn tóc mai của mình nó đã có cái độ cúp lại rồi nè. Ta kéo tương tự cho các cái sợi tóc còn lại. Bây giờ mình sẽ tạo cái phần tóc xoăn ở bên hông. Thì đối với cái phần tóc xoăn này, các bạn cũng có thể sử dụng cho mình đầu kim mà ta đang móc để mình tạo cái phần tóc xoăn. Ở đây mình sẽ sử dụng đầu kim nhỏ hơn. Thì đầu kim nhỏ hơn nó sẽ giúp cho cái phần tóc của mình nó chắc chắn hơn. Và nó sẽ có cái độ xoăn lại nè, xoăn lại chắc chắn hơn. Mình sẽ dùng đầu kim bằng với sợi len hoặc nhỏ hơn sợi len một chút nha. Từ cái chân móc mũi dời cuối cùng này, các bạn sẽ móc lên cho mình một dây móc xích dài 35 mũi móc. 1, 2, 3, 4, 5. Sau khi móc được 35 mũi móc xích đầu tiên thì cái sợi dây này nó tạo được cái sợi tóc đầu tiên nè. Khi ta móc cái hàng móc tiếp theo để tạo lọn tóc xoăn thì cái sợi tóc này nó sẽ bị rút khoảng 1/4 so với cái sợi len ban đầu. Rút khoảng 1/4 so với chiều dài sợi len ban đầu nha. Từ cái chân móc thứ 35 này tiếp tục móc lên cho mình 3 mũi móc xích. 1, 2, 3. Móc vào chân móc thứ 35 2 mũi kép đơn cùng chân móc. 1, 2. Chân bên cạnh cũng móc cho mình 2 mũi kép đơn cùng chân móc. Chân kế bên cũng móc 2 mũi kép đơn cùng chân móc. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc các bạn cũng móc cho mình 2 mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Và tương tự cho các chân móc còn lại. Sau khi móc đến cuối hàng, mỗi chân móc móc 2 mũi kép đơn vào cùng một chân móc. Thì tiếp tục các bạn sẽ bỏ qua cho mình cái chân móc kế bên. Đây là chân móc mình vừa móc mũi dời nè. Bỏ qua chân kế bên và móc vào cái chân kế tiếp á. Đây, bỏ qua chân kế bên và móc vào chân kế tiếp một mũi dời. Đây là chân bắt đầu. Bỏ qua chân này và móc vào chân kế bên này một mũi dời. Từ đây tiếp tục móc lên một sợi dây móc xích bằng với sợi dây ban đầu mà ta móc nè. Cũng móc 35 mũi móc xích để tạo cái sợi tóc tiếp theo. 1, 2, 3,
4, 5. Cái sợi tóc mà ta vừa móc này, nó vừa tạo được cái độ cong như thế này nè. Thì để tạo cho cái lọn tóc xoăn này, các bạn sẽ xoay cho mình cái mặt phải của cái hàng móc. Đây là mặt phải của hàng móc nè. Các bạn sẽ xoay cho mình cái hàng móc này ra phía ngoài. Đây, xoay sau đó cuốn, dùng tay cuốn cho mình cái sợi tóc len này. Và ta sẽ dùng lực để đẩy cái mặt phải của hàng móc ra phía ngoài nha. Các bạn cứ xoắn cho mình cho đến cuối hàng nè. Xoắn tương tự cho đến cuối hàng. Đẩy cái mặt phải của hàng móc ra phía ngoài. Thì ta tạo được một lọn tóc đầu tiên ở cái phần này. Đây, cái lọn tóc này nó có cái độ uốn lượn nè. Và co giãn lò xo như thế này. Lúc này chiều dài của sợi tóc nó sẽ bị rút khoảng 1/4 so với sợi len ban đầu nha. Bây giờ sợi tóc tiếp theo các bạn cũng làm tương tự cho mình giống như sợi tóc mà ta vừa móc. Cũng móc lên 35 mũi móc xích, sau đó móc tương tự cho mỗi chân móc tiếp theo. Khi tạo được lọn tóc thứ hai cũng tương tự, bỏ qua chân móc kế bên và móc vào chân móc kế tiếp của phần thân một mũi dời để kết thúc cái sợi tóc này. Từ đây móc lên 35 mũi móc xích để tạo lọn tóc thứ ba. Và cũng tương tự để tạo lọn tóc tiếp theo, các bạn cũng đẩy cho mình cái hàng móc mặt phải của sợi tóc ra phía ngoài nè. Sau đó ta sẽ dùng lực của ngón tay để uốn cong sợi tóc, đẩy cái hàng mặt phải của hàng móc ra phía ngoài. Uốn dần dần cho đến cuối hàng nè. Ta tạo được lọn tóc xoăn thứ hai, xoăn lại có cái độ dài bằng với sợi tóc thứ nhất nè. Đây, các cái lọn tóc của mình nó có cái độ đàn hồi. Thì tương tự cho các cái lọn tóc xoăn tiếp theo, các bạn cũng làm tương tự cho mình giống như các cái lọn tóc mà ta vừa móc. Các bạn cũng có thể móc cho mình toàn bộ cái phần thân nón phía sau này, ta đều tạo cái lọn tóc xoăn tương tự như vậy nha. Ở mẫu nón này mình chỉ móc lọn tóc ở hai bên để che cái phần tai lại, nên ở đây mình sẽ móc khoảng tầm 6 cho đến 7 lọn tóc ở mỗi bên. Các bạn sẽ móc cho mình 6 đến 7 lọn tóc ở bên đầu tiên trước, sau đó mình sẽ tiến hành nối lại để tạo cái lọn tóc bên cạnh. Và mỗi lọn tóc các bạn đều móc cho mình 35 mũi móc xích nha. Ở đây mình đã tạo ra được 6 lọn tóc đều nhau như thế này. Thì để nối cái lọn tóc này với 6 lọn tóc ở bên đối diện này, các bạn sẽ sử dụng mũi đơn để nối cho mình. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách để nối hai lọn tóc hai bên lại với nhau bằng các cái mũi móc đơn. Và để kết thúc mỗi lọn tóc thì cũng tương tự, bỏ qua chân móc kế bên và móc vào chân kế tiếp của cái phần thân nón nè. Móc vào đây một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Mình sẽ sử dụng đầu kim 3.0mm để móc cái phần viền mũi đơn để nối hai phần tóc lại. Ta sẽ móc vào các cái chân móc mà mình chừa ra nè. Chân đầu tiên móc một mũi móc đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi đơn. Sau đó làm tương tự cho các chân móc còn lại, cũng móc cho mình mũi móc đơn nha. Đâm kim từ trong ra ngoài và móc các cái mũi móc đơn. Ở bên này các bạn chừa ra bao nhiêu mũi móc để tạo lọn tóc thì tương tự cho cái phần tóc bên cạnh, cũng làm cho mình tương tự, chừa ra số mũi móc tương tự. Móc mũi đơn cho đến cái số mũi móc mà ta chừa ra. Và từ đây thể tạo lọn tóc cho mình tương tự, 6 lọn tóc giống như cái lọn tóc mà ta vừa tạo bên này nè. Móc cho đến cuối hàng móc. Và cái mỗi sợi tóc cũng tạo cho mình cái lò xo như thế này nha. Bây giờ ta sẽ móc cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Sau khi móc đến cuối hàng tạo 6 lọn tóc ở bên đối diện, thì ở cái chân móc cuối cùng của vòng móc này các bạn cũng tiến hành móc lên cho mình một mũi móc xích và cắt len. Khi cắt len cũng cắt cho mình một đoạn len dài bằng với cái sợi tóc mai ban đầu mà mình chừa ra nè. Đây, ta sẽ chừa ra một đoạn len dài như thế này để khi cắt len không phải giấu cái sợi len này, để cái sợi len này ta sử dụng làm tóc mai luôn nha. Các bạn sẽ cắt cho mình một đoạn len bằng với cái sợi tóc mai này.
Như vậy là mình vừa hướng dẫn được cách móc cái phần tóc mai ở phía trước, đồng thời tạo các lọn tóc xoăn ở bên hông cho cái phần thân nón của mình. Bây giờ mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cách móc hai cái phần tai để trang trí cho thân nón phía trên như thế này. Ta sẽ sử dụng đầu kim 3.0mm để móc phần tai nha. Ta sẽ sử dụng màu len ở phần thân nón và tạo một vòng tròn nhỏ. Tạo một vòng tròn. Móc và kéo len qua vòng tròn. Móc lên hai mũi móc xích. 1, 2. Sau đó móc vào vòng tròn vừa tạo 12 mũi kép đơn liên tiếp với nhau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12. Khi được 12 mũi kép đơn liên tiếp, ta nắm sợi len ngắn guốc thật mạnh vào để vòng tròn nhỏ lại và móc cho mình vào cái chân móc của mũi móc đầu tiên này nè. Móc vào đây một mũi dời để kết thúc vòng. Móc lên hai mũi móc xích. Các bạn nắm sợi len ngắn guốc thật mạnh vào để vòng tròn của mình nhỏ lại nè. Như vậy là mình vừa hoàn thành được vòng tròn thứ nhất, và kích thước của vòng tròn thứ nhất nó sẽ làm chuẩn cho các vòng tròn tiếp theo. Vòng tròn thứ hai, móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn nè. Đây, móc vào đây một mũi kép đơn. Chân móc bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến khi ta được 12 mũi kép đơn cho cái vòng tròn thứ hai này. Mỗi chân móc, móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc đến cuối hàng được 12 mũi kép đơn vòng tròn thứ hai thì tiếp tục móc cho mình vào chân móc đầu tiên của vòng móc này một mũi dời để kết thúc vòng. Móc lên hai mũi móc xích. Như vậy là hai hàng móc đầu tiên giúp cho cái phần tai nó có cái hình trụ như thế này nè. Hàng móc thứ ba cũng làm tương tự như hàng móc thứ hai. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Thì khi kết thúc cái hàng móc thứ ba này, cái phần tai nó sẽ có cái độ sâu như thế này. Các bạn sẽ dừng lại cho mình cái phần tai này ở ba hàng móc và có độ sâu ba hàng móc như thế này nha. Mỗi chân móc, móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và làm tương tự cho đến cuối hàng. Sau khi móc đến cuối hàng, móc vào chân móc đầu tiên của vòng móc này một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Thì ta hoàn tất được cái phần tai để trang trí cho thân nón nè. Khi cắt len, các bạn cắt cho mình một đoạn len dài để mình dùng đoạn len này may cái phần tai này vào trong thân nón. Và khi may, các bạn sẽ tiến hành may cho mình gấp đôi cái phần thân tai lại nè. Và ta tiến hành may cái phần tai dẹp như thế này nha. Các bạn sẽ dùng kim khâu đếm cho mình cái phần thân này nè. Từ cái phần thân này đếm xuống 4 hàng móc. Và ta tiến hành may cái phần tai ở hàng móc thứ 5 và hàng móc thứ 6 của phần thân nón. Ta sẽ tiến hành may dẹp như thế này nha. Các bạn sẽ may cho mình ở hàng thứ 5 và thứ 6 của thân nón. Tương tự cho cái phần tai bên cạnh cũng vậy. Cũng may cho mình từ hàng móc thứ 5 đến hàng móc thứ 6 để tạo cái phần tai dẹp như thế này nè.
Khi hoàn tất được phần thân nón thì ở phần tóc mai phía trước, các bạn cũng nắn cho mình cái phần tóc này xuống phía dưới để cái phần tóc này che được cái phần trán của bé nè. Đây, như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một mẫu nón tóc xoăn cho bé gái như thế này. Chúc các bạn thành công!